Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hồ con ơi, uống sữa đi này. Con thông minh quá. Sữa cộng Dash Daddy Gold có Palatinos cung cấp năng lượng cho não, giúp con luôn lanh lợi và thông minh hơn. Sữa cộng, cộng nhiều hơn cho con. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Hồ con ơi, uống sữa đi này. Con thông minh quá. Sữa cộng Dash Daddy Gold có Palatinos cung cấp năng lượng cho não, giúp con luôn lanh lợi và thông minh hơn. Sữa cộng, cộng nhiều hơn cho con.